Tuần này, Chuyện Hậu Trường sẽ mang đến cho quý khán giả những hình ảnh thú vị của một chương trình mới vừa quay trở lại với truyền hình Vĩnh Long trong năm 2019 này. Đó là chương trình nào, quý khán giả sẽ biết được sau khi cùng chương trình điểm lại bảng xếp hạng các chương trình được yêu thích trong tuần vừa qua nha. Có mặt ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng tuần này là chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Vị trí thứ 9 là chương trình Giọng Ca Bí Ẩn. Bộ phim Tía Ơi Lấy Vợ Nha Tía xếp vị trí thứ 8. Một ngày ngươi cài được mấy đường? Vậy ông nói cho tôi biết đi, ngày ông đi được mấy bước, rồi tôi sẽ nói cho ông biết cha tôi ngày cày được mấy đường. Chương trình Cổ Tích Việt Nam tuần này giữ vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng của khu vực thành phố Hồ Chí Minh và xếp vị trí thứ 2 tại khu vực Cần Thơ. Những diễn biến trong chuyện Cậu Bé Nước Nam đang ngày càng hấp dẫn với cuộc hành trình đầy bất ngờ của cậu bé Tí thông minh. Tí sẽ giúp cho vua quan nước Nam chống lại giặc phương Bắc ra sao? Quý khán giả hãy tiếp tục theo dõi nhé. Vị trí thứ 6 thuộc về chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, nhạc sĩ chủ đề. Với đêm chung kết thành công rực rỡ, chương trình đã tìm ra được vị trí xứng đáng cho ngôi vị quán quân năm nay. Đó chính là cô nàng xinh đẹp và tài năng Hà Thúy Anh. Đã thuộc về ca sĩ Hà Thúy Anh. Chương trình Hát Mãi Ước Mơ xếp vị trí thứ 5. Vị trí thứ 4 là chương trình Nhanh Như Chớp. Em ơi có bao nhiêu sau mấy năm cuộc đời, 20 năm đầu, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. Chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Cặp Đôi Vàng năm 2019 xuất sắc giành vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng tuần này. Với sự kết hợp ăn ý của các cặp đôi thông qua những bài ca được yêu thích hiện nay, chương trình luôn khẳng định được sức hút của mình trong lòng quý khán giả. Các vị giám khảo ghi chép rất là nhiều, hình như 2-3 trang giấy, như là cô Hồng Vân hay là cô Tư. Không có. Vị trí thứ 2 thuộc về chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Không nằm ngoài dự đoán, vị trí quán quân của bảng xếp hạng tại cả hai khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ tuần này vẫn thuộc về bộ phim Việt Nam Tiếng Sét Trong Mưa, hiện đang được phát sóng trong khung giờ vàng phim Việt trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Bên cạnh đó, Tiếng Sét Trong Mưa cũng chính là bộ phim được xem nhiều nhất trên toàn hệ thống THVLI. Diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Quý khán giả hãy tiếp tục ủng hộ cho bộ phim nha. Bây giờ mời quý khán giả một lần nữa cùng nhìn lại bảng xếp hạng ở cả hai khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Ngày 2 tháng 10 vừa qua, tập đầu tiên của chương trình Tinh Hoa Hội Tụ năm 2019 đã lên sóng, đánh dấu sự trở lại của mùa giải thứ hai sau những thành công rực rỡ mà Tinh Hoa Hội Tụ mùa đầu tiên đạt được. Và ở mùa giải mới này, quý khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức những màn trình diễn vô cùng ấn tượng và độc đáo đến từ các nghệ sĩ đầy thực lực. Đó chính là các quán quân, á quân bước ra từ những chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng từng được khán giả rất yêu mến. Vì thế, chương trình hôm nay sẽ thú vị lắm đây. Quý khán giả hãy bắt đầu với những hình ảnh chuẩn bị tất bật tại hậu trường của buổi ghi hình đầu tiên nha. Chúng ta đang đến với không khí chuẩn bị để ghi hình cho chương trình Tinh Hoa Hội Tụ mùa 2. Và như năm ngoái chúng ta gặp gỡ rất nhiều những thí sinh cùng những vị giám khảo nữa, thì đặc biệt Đình Toàn đang thấy có một vị giám khảo xuyên suốt của chương trình năm nay, một người rất đẹp, rất dịu dàng. Tan 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 tan. Cô ấy đang coi điện thoại, coi lại coi là mình đẹp chưa. Chị ơi. Sao vậy? Sao vậy? Sao mặt ngạc nhiên vậy? Thưa quý vị, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Chào mọi người. Trời ơi, đang hốt hoảng đây. Lý do sao? Sao? Đẹp quá mà. Không, áo dài đâu đẹp vậy chị? Áo dài Minh Châu. Đây là cái áo dài mà trong cái gọi là cái sinh nhật á. Sinh nhật năm nay thì là không có tổ chức, nhưng mà là vẫn nhận quà. Ừ. À,
tại sao không tổ chức? Con trai Minh Châu đó, nó tặng một áo sinh nhật chuồn chuồn mà trời ơi nè, nếu mà đo một vạt thôi nha là nó là 8 kg nè, một thanh nè mọi người ơi. Tự nhiên suy nghĩ chứ trời ơi, ước gì ha. Coi như là cảm kích tấm lòng của con trai, quá trời cảm kích luôn. Nhưng mà vì cái máu tham lam vẫn ước chứ bộ. Phải chi hộp này là hộp thiệt. Hộp thiệt cái hay là đảm bảo luôn. Nói Toàn á, Toàn đang MC trên sân khấu gì, buồn buồn á, mệt quá không muốn làm nữa, bức này ra kêu Toàn xuống. Nghỉ đi khỏi làm gì, cầm hộp về xài đi. Rồi bức giùm chị 2-3 hộp nữa, ta mua nguyên cái dự án này luôn cho mọi người nghỉ hết. Bỏ luôn đi, nghỉ đi. Đó này chưa tới là hộp xoàn tảng nữa. Thôi, tôi hộp thiệt hoài vậy. Thôi, bỏ ước cái đi. Không bỏ mà, ước ào. Bỏ ước cái đó đi nè. Bây giờ mà nó nghe nè, nỗi buồn nè. Sao nó vẫn mập vậy? Nỗi buồn xuống 1 ký rồi đó mà sao vẫn mập kỳ cục vậy trời. Tức là 1 ký mình nghe số 1 thì ít, nhưng mà quy ra 1000 gram thì rất là nhiều nha quý vị. Thì đó. Phải không? Đúng rồi. À, rồi. Cho nghỉ đi về đi. Thôi đó, đừng về. Qua đây em thế nè, bắt đầu. Vậy là MC Đình Toàn sẽ là người dẫn đường cho chương trình Chuyện Quảng Trường hôm nay. Không biết anh Đình Toàn sẽ đưa chúng ta gặp gỡ những ai? Quý khán giả hãy cùng chờ xem nha. Rồi, bây giờ mùa 2 này chị Hồng Vân sẽ là giám khảo xuyên suốt. Chắc chắn là chúng ta sẽ có rất nhiều câu chuyện với nghệ sĩ Hồng Vân trong suốt quá trình làm giám khảo. Nhưng bây giờ em hỏi là áp lực của chị. Áp lực hả? Có lo lắng gì không? Lo chứ. Tại vì thực ra cái chương trình này á, khi mà chữ là tinh hoa là mọi người biết rồi. Tinh hoa có nghĩa là những cái gì tinh túy nhất mới hội tụ về đây. Thì thành ra là mỗi một bạn thí sinh sẽ là một quán quân của một cái cuộc thi về sở trường của các bạn. Thì đâm ra là thực sự mà nói thì chấm cái này là luôn luôn đặt mình vô một cái vị trí của người thưởng thức nghệ thuật là chính. Thực sự là như vậy. Còn có những cái sở trường của các bạn thì nó chỉ là sở đoản của mình thôi. Thành ra nhiều khi nói cũng phải dè chừng đó em. Cũng phải gọi là uống lưỡi 7 tấc mới nói. Đó, cái áp lực là cái uống lưỡi đó. Lưỡi nó mỏi quá. Uống hoài, mỗi lần góp ý, mỗi lần uống mỏi lắm. Mấy đứa ơi. Hay lắm mấy đứa ơi. Và quý vị khán giả chắc chắn là sẽ rất hay với tinh hoa hội tụ. Rồi bây giờ chúng ta trả nghệ sĩ Hồng Vân lại. Mời quý vị lại tiếp tục theo Đình Toàn, chúng ta bước ra ngoài để xem phim trường chuẩn bị tới đâu nha. Cảm ơn chị. Bye bye. Ở trong đây á, bao giờ cũng vậy, chuẩn bị rất là kỹ rồi, nhưng trước khi bước ra sân khấu bao giờ cũng là áp lực, cho nên phải tập luyện lại. Đây, vô. Đó là đang thổi tuồng đó. Đó, gương mặt ở giữa rất quen với mọi người. Dạ, Lâm Thắng. À, Lâm Thắng cũng là được đến từ cuộc thi Cười Xuyên Việt đúng không nè, á quân của Cười Xuyên Việt. Bây giờ bước vô một cuộc thi mới. À, chúng ta ngày xưa dù cuộc thi của em sẽ là những người bạn hầu như là chưa có ai biết đến nhiều, chưa thành danh, nhưng bây giờ cuộc thi này những người bạn của mình là những người có rất nhiều những thành công rồi. Thắng thấy làm sao? Dạ áp lực lắm anh. Dạ sợ không? Sợ quýu luôn, quýu quýu luôn. Vậy mình bỏ về được không? Tính bỏ về đó mà anh Toàn giữ lại. Nói chơi chứ áp lực lớn nhất của bạn là gì? Dạ, thật sự áp lực của em khi đến chương trình này á là Lâm Thắng chỉ lo một điều là mình sẽ không có được những sản phẩm tốt nhất để có thể cống hiến cho quý vị khán giả. Chứ còn nếu mà cuộc thi thì mình cũng đã trải qua rồi, nên cái nói chung là cái áp lực của cuộc thi này nó cái cảm giác nó khác với áp lực trước. Nó không phải là của một người thí sinh mà đi thi, cũng như là một cái sân chơi đó. Những giống như có thể gọi là những nghệ sĩ đã hoạt động rồi giao lưu với nhau, chỉ áp lực là mình không có sản phẩm tốt để phục vụ khán giả. Cảm ơn Lâm Thắng. Và hình như đó cũng là áp lực chung của rất nhiều những người bạn thí sinh đến với cuộc thi, đặc biệt là tinh hoa hội tụ. Ở đó đòi hỏi các bạn phải nhiều cái kỹ năng, nhiều khả năng hơn. Rồi cảm ơn Thắng, chúc em bớt rung ha. Và vẫn ở lại một người nữa, nhỏ tuổi lắm. Tú Chi, năm nay em nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 20, không 19 à. Sao suy nghĩ lâu vậy, em có khai mang lý lịch không? Và gần như đây là thí sinh nhỏ tuổi dạ. Của cuộc thi năm nay. Có sợ bị mấy anh chị lớn ăn hiếp không? Dạ cũng lo lắng lắm, em không biết là em có hả. Nói chung là
hồi hộp quá, không biết là mình có tốt là tốt được không. Rồi bây giờ để bớt hồi hộp thì em định làm gì? Dạ bớt hồi hộp thì em ở đây em luyện thanh. Thử cái này nghe coi liền sao. Chúng ta nghe ma là dòng nhạc trẻ, còn nhạc dân ca là luyện gì đó. Rồi, bây giờ nói gì với mọi người không, với khán giả của chương trình? Dạ thì em rất là vui và rất là may mắn khi được tham gia chương trình Tinh Hoa Hội Tụ. Cái chương trình này rất là hay quý vị ơi, quý vị hãy đón xem trên kênh truyền hình Vĩnh Long nha. Rồi, dạ. Cảm ơn Tú Chi, gái quê đó quý vị. Mà ham làm đẹp lắm, mới bị đạo diễn bắt xả tóc ra bớt make up xuống cho chuyện hay chuyện. Và bây giờ để toàn là chúng đi ra, mình đi ra tham quan sân khấu nha. Chưa tới sân khấu thì bây giờ mình mẹo vô phòng hóa trang đi. Vô, vô phòng hóa trang. Đây, với chương trình năm nay thì bên đoàn nhận được sự đồng hành từ ekip hỗ trợ của nghệ sĩ hóa trang Hồ Khanh. Anh Hồ Khanh đâu rồi? Ai? Đó, trời ơi, dễ sợ không? Các bạn thấy, đó. Thật ra để cho một diễn viên có thể thăng hoa và đạt được tất cả những cái hiệu quả cao nhất ở trên sân khấu, chắc chắn là phần hóa trang rất là quan trọng. Đó. Đây. Để thăng hoa là phải bớt cái đầu như cái hoa. Chưa. Cắm thêm cái pháo thăng thiên lên nữa nó mới thăng, hiểu không? Đó. Ảnh thì bản ca nhạc đó các cưng, mà quan miếng như bạn hài vậy đó. Đấy, ca sĩ Nam Cường. Nói gì cho mọi người vui nè Nam Cường. Một câu cười té ghế coi. Ồ vậy là không vui đó anh. Vui rồi. Vậy là vui rồi đó. Thấy chưa? Kim Anh, em vui không? Đây, Kim Anh, một bạn sẽ thi ở bảng nhảy múa. Ha, nghệ sĩ múa Kim Anh. Mà em cũng có nuôi một cái ước mơ là thi hài, cho nên em tìm đến Tinh Hoa Hội Tụ, nhưng mà em nghe đó là Nam Cường, thế là em phải rút lại, em lại trở về ở sở trường nhảy của em. Các bạn thấy chưa? Chưa bước vô cuộc chiến mà vậy đó. Nhưng yên tâm, họ sẽ thi rất hay. Còn anh Hồ Khanh làm với rất nhiều những thí sinh khác nhau, và các bạn phải thay đổi rất nhiều hình tượng khác nhau. Bởi vì có những lúc chúng tôi phải quay nhiều hơn 2 tập, có khi quay 3 tập. Thì chắc chắn là ekip hóa trang rất là đông và rất là áp lực. Anh có thấy mệt không anh? Không mệt lắm, nhưng mà công việc nó hơi hối hả tí, thì cũng hơi cực tí, nhưng mà có lúc các bạn thi thì mình lại được ở không, và phải nghiên cứu qua cái phần tập sau làm cái gì để mình làm tiếp. Thì hy vọng là hóa trang nhiều nhân vật vậy thì có nhiều cái trải nghiệm cho cái nghề của mình hơn. Dạ, yeah, quý vị nghe không? Không mệt lắm nhưng mà hơi cực, có nghĩa là có mệt đó. Cái đó là nó giảm nó tránh đúng không? Là hôm nay là bản thân em là cũng giống như là bản thân em là cũng đã đưa một cái layout makeup hơi hoành tráng đi xíu xong rồi, nhưng mà không ngờ là vô phát là rụp anh Hồ Khanh làm rất là nhanh chóng gọn gàng. Mà nhưng anh có vừa ý không? Chỗ này lố ý của em luôn á, ý là em không có gì để nói luôn, không thể nào nói được gì nữa. Vậy em có cần bôi làm lại không? Dạ không, em lúc là từ lúc makeup là em chỉ cần em nhìn vô xong em tập mấy nét diễn để ra mọi người né em ra luôn á. Tại em vô một cái vai mà mọi người phải né em, mà bây giờ chỉ cần makeup xong là mọi người cũng né em luôn. Dạ, cái vai đó như thế nào, phần thể hiện của Kim Anh ra sao, một lát nữa chắc chắn chúng tôi sẽ giới thiệu sơ cho quý vị. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người. Mình đi qua sân khấu nha, qua sân khấu. Ngõ nào, ngõ này, cẩn thận coi chừng giáp té. Rồi, rồi kế bên đây thôi, một hệ thống phim trường được liên kết với nhau rất chặt chẽ để tạo cái sự tiện nghi tối đa cho người nghệ sĩ khi tham gia. Quý vị, đây sân khấu của chúng tôi. Đây sân khấu chúng tôi đã được set up sẵn sàng để cho tiết mục đầu tiên của ngày hôm nay. Dạ, đây thật ra quý vị thấy thì là sân khấu có sự thay đổi so với năm ngoái về cấu trúc, về hình ảnh, về giao diện. Dạ, ở bên đây thì ở mỗi chương trình, bên cạnh các giám khảo thì chúng tôi còn những vị khán giả được lựa chọn ngẫu nhiên để thêm phần công tâm, giống như là mình một cách để mình đo thị hiếu của khán giả. Và đây là 50 khán giả được lựa chọn dành cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, em chào cả nhà. Dễ thương hết sức chưa? Đó, mọi người vui không? Wow.
vui. Và chắc chắn là mọi người sẽ thêm yêu thích và Toàn hy vọng là không phải khán giả ở phim trường mà cả khán giả theo dõi truyền hình nữa, chúng ta sẽ yêu thích chương trình Tinh Hoa Hội Tụ mùa 2 cũng như các chương trình được phát trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Toàn thấy là sân khấu đã chuẩn bị rồi, nhưng mà bây giờ thì Toàn bắt gặp có một vị giám khảo. Chắc chắn nếu quý vị đã theo dõi Tinh Hoa Hội Tụ mùa đầu tiên thì quý vị sẽ biết giám khảo xuyên suốt chương trình đó là nữ danh ca Phương Dung. Cô Phương Dung đâu? Đang có người sửa áo dài, một cái áo dài rất đẹp. Dạ thưa quý vị, nữ danh ca Phương Dung. Và năm nay á thì chương trình rất vui khi được là cô Phương Dung tiếp tục quay trở lại và làm giám khảo của chương trình. Toàn thì quen hơn, Toàn thường kêu bằng chị. Chị quay trở lại làm giám khảo mùa 2, lo lắng gì không? Vui hết. Dạ vui thì rất là vui, nhưng mà lo lắng thì không lo lắng. Tại vì các em là 5 người khác tiết mục nhau. Dạ. Nhưng mà vui nhất là có Đình Con. Trời ơi, câu này như ai cũng nói hết luôn á. Em thấy vậy. Đúng không chị Hồng Vân? Ủa sao qua tôi liền vậy? Vui nhất là có em phải không? Vui. Trời ơi vui. Thương. Đã làm chuyện xấu rồi, chuẩn bị cái xấu rồi. Đâu có nói gì đâu. Thôi tức là... Không. Thôi dạ. Năm nay á, tự nhiên thấy Đình Toàn một khuôn mặt khác, một cái vẻ khác, chắc là gentleman, tức là không có chặt chém hộp với tôi nữa. Năm ngoái đó, bất kỳ tôi làm chương trình gì với Đình Toàn, Đình Toàn lấy hộp để chặt hộp đó. Năm nay làm hộp thì cuối cùng là ông chơi caro, trời dễ sợ quá. Nên tôi thì... sợ mét Minh Nhí trong chuyện này. Bây giờ đã là Minh Nhí với Toàn có một câu chuyện rất dài về phục trang. Minh Nhí có 15 hộp, Đình Toàn mới 20 hộp. Cứ nhớ mọi người ơi, năm nay tôi sẽ mét Minh Nhí để Minh Nhí sẽ tìm những cái loại caro mà đính kim tuyến ở cái đường caro nè. Caro gấp đôi, lên hình cái xong không thấy hình luôn. Đó là cô Phương Dung. Và mỗi chương trình á thì chúng tôi sẽ ngoài hai vị giám khảo chính như Toàn giới thiệu là nữ danh ca Phương Dung và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, thì chúng tôi sẽ luân phiên mời lần lượt những vị giám khảo khác cho chương trình. Và người đầu tiên ngồi số đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, một gương mặt rất quen, dạ, ca sĩ Trung Tử Lưu. Anh ơi, tại sao anh phải làm mặt ngầu? Bởi vì thường thường tôi được lên ngồi đây tôi đóng vai ác không ạ? Sao vậy? Chào các bạn. Anh ơi, nhưng hôm nay em thay mặt 5 thí sinh quỳ lại anh hiền diệu được không? Thực ra nó nghe nè, đã thi thì phải có thắng có thua đúng không? Mà có thắng có thua thì phải có hiền có ác đúng không? Tức là những người này là những nghệ sĩ này là những nghệ sĩ đã thành danh và đã đoạt được mấy cuộc thi khác mới được vô cuộc thi này. Bởi vậy mình chém phải chém kỹ hơn. Em dòm có anh giấu dao ở đâu? Đây là xã dao. Xã dao. Xã dao đó, em vừa đang tìm có anh Dung Tử Lưu giấu dao ở đâu quý vị. Dạ. Quý vị biết không, thật ra các giám khảo của chương trình đó mọi người rất là vui, bởi vì khi nhận lời mời thì ai cũng mong muốn được ngồi xem chương trình nè, giống như những khán giả đầu tiên theo dõi vậy. Cho nên là tất cả cô Phương Dung nè, chị Hồng Vân hay anh Trung Tử Lưu, mọi người, thưa quý vị, bữa nay là ngày đầu tiên, ngày khai màn nên năm thí sinh mình chưa biết là họ như thế nào, nên bữa nay mình thưởng thức là chính, chém là phụ. Dạ thưa quý vị, không khí vui tươi vừa rồi thì Đình Toàn hy vọng là quý vị cũng sẽ chào đón rất nhiều điều thú vị từ chương trình Tinh Hoa Hội Tụ mùa 2. Và đặc biệt đừng quên cổ vũ cho các thí sinh của chúng tôi. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong những câu chuyện hậu trường khác quý vị nhé. Còn bây giờ thì tất cả sẵn sàng rồi, xin mời. Chắc hẳn quý khán giả đã có những giây phút khám phá hậu trường thú vị cùng với Tinh Hoa Hội Tụ rồi đúng không nào? Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, mời quý khán giả cùng xem lại màn trình diễn đầy ấn tượng đến từ cô nàng dancer tài năng Kim Anh nhé. Rồi với lại hồi trẻ thì mình là ca nhạc trẻ, giờ lớn xíu thì mình ca nhạc bolero, chứ bây giờ mập có nhảy hết nổi rồi. Và trong đêm ghi hình ngày hôm nay thì Tấn Phước phát hiện là có một cô giáo, em có thể gọi là cô giáo thôi,
Dạ em chào cô giáo ạ. À. Em nhìn từ xa thấy chị mặc áo dài đấy. Xin chào tạm biệt ạ. À.